Tuy không sinh thành và nuôi dưỡng, nhưng bằng tình cảm yêu thương và trái tim nhân ái, những cán bộ hội phụ nữ các cấp đã nhận đỡ đầu những trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn để giúp các em phần nào vơi bớt những khó khăn và bù đắp được những thiếu thốn tình cảm. Đó là mục tiêu của chương trình Mẹ Đỡ Đầu, một sáng kiến của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đang triển khai và nhân rộng suốt 2 năm qua. Sau gần 2 năm trên toàn quốc, chương trình Mẹ Đỡ Đầu đã hỗ trợ chăm sóc cho hơn 19.000 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và ngày càng được sự quan tâm về nguồn lực của các tổ chức, đơn vị để những trẻ em không may mắn có thêm sự động viên thiết thực. Tại thành phố Đà Nẵng, tính đến tháng 6 năm 2022, các cấp hội phụ nữ đã kết nối với các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc cho 217 trẻ mồ côi trong giai đoạn 2022-2026 thông qua các hình thức hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, hỗ trợ tài chính cho trẻ hàng tháng. Mức hỗ trợ là 500.000 đồng một tháng với tổng số tiền hỗ trợ trên 6 tỷ 500 triệu đồng trên 5 năm. Các hội phụ nữ thành phố thì cũng đã kêu gọi và vận động các cái tổ chức, các cái mạnh thường quân, các cá nhân cùng chung tay với lại Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, cùng với lại các cấp hội phụ nữ thành phố để triển khai cái chương trình hết sức ý nghĩa và nhân văn này. Thông qua các hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại các địa phương vừa qua, như ngày hội gia đình, tham quan tìm hiểu lịch sử, trại hè yêu thương, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp mong muốn tạo sân chơi bổ ích để trẻ em được giao lưu học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng sống, giúp các em mạnh dạn hơn, tự tin vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đồng thời để trao đổi chia sẻ về cách làm hiệu quả của các cấp hội, lắng nghe những tâm sự của trẻ về cuộc sống, những mong đợi từ xã hội dành cho các em để gần hơn, hiểu hơn với những hoàn cảnh của các em. Từ đó có nhiều hoạt động kết nối, vận động nguồn lực, đề xuất chính sách giúp các em phát triển toàn diện. Một có hoạt động đầy ý nghĩa, mùa hè vui gắn kết yêu thương là thể hiện cái sự quan tâm sâu sắc, ý nghĩa bổ ích, và qua đó là cho thấy được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Chắc chắn là những cái hoạt động như thế này sẽ có ý nghĩa với các cháu, và đó là những cái kỷ niệm rất là khó quên đối với các cháu cho mai sau. Với tình cảm, sự quan tâm gắn bó như ruột thịt, nhiều mẹ đỡ đầu là các cán bộ hội phụ nữ ở địa phương đã giúp những trẻ mồ côi vốn nhút nhát, tự ti về hoàn cảnh đã dần trở nên mạnh dạn và tự tin vươn lên trong cuộc sống. Tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa cái giá trị ý nghĩa của chương trình đến cộng đồng xã hội để làm sao được mọi người chung tay cùng thực hiện cái chương trình nó có hiệu quả hơn, nó chất lượng hơn. Tấm lòng nhân ái và sự sẻ chia chân thành, các mẹ đỡ đầu là những cán bộ hội phụ nữ đã thực sự trở thành những điểm tựa đầy yêu thương của các con mồ côi, xoa dịu nỗi đau mất người thân và chắp thêm đôi cánh để các con tiếp tục nỗ lực vươn lên mạnh mẽ như những đóa hoa hướng dương hướng đến tương lai.